Daikyo-san, dòng sản phẩm cao cấp. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ hai ngày 16 tháng 8. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tạo mọi điều kiện để người dân về quê an toàn theo kế hoạch. Có thể mở rộng tiêm vaccine cho người từ 12 đến 18 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh vào nửa đầu tháng 9. Nhiều người bất ngờ trước yêu cầu giấy thông hành chỉ có thời hạn 7 ngày. Người đàn ông tự xưng là tiến sĩ, có lời lẽ, cử chỉ gây bức xúc tại chốt kiểm dịch. Xe tải lao thẳng xuống sông, chìm rất nhanh, ai cũng mong điều kỳ diệu sẽ đến với tài xế. Taliban muốn toàn bộ người nước ngoài rời khỏi Afghanistan trước khi tái lập chính quyền. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 16 tháng 8. Hôm nay đề cập đến nhu cầu trở về quê tại thời điểm này của đông đảo người dân, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo mọi điều kiện để người dân về quê an toàn theo kế hoạch. Theo đó, nếu các địa phương có kế hoạch cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện để người dân về quê bằng các kênh chính thức, đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe, trật tự, an toàn. Trao đổi liên quan vấn đề này, tại buổi họp báo hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, Chính phủ có chủ trương rõ, thành phố đang phối hợp với các tỉnh thành tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân các tỉnh đang sống tại thành phố gặp khó khăn do dịch, trong đó nhiều người có hoàn cảnh khó khăn do điều kiện kinh tế phải trả trọ. Ngoài ra, nếu các địa phương có kế hoạch cụ thể, thành phố sẽ tạo điều kiện để người dân về quê bằng các kênh chính thức, đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe cũng như để người dân về trật tự, an toàn. Trước đó ngày 15 tháng 8, rất đông người dân tại thành phố Hồ Chí Minh mang theo hành lý, chạy xe máy về quê. Khi qua các chốt, lực lượng chức năng đều yêu cầu người dân quay lại, tuân thủ quy định ai ở yên nhà nấy. Một câu hỏi bật ra từ thực tế, rất nhiều người quan tâm. Có phải giấy thông hành chỉ có thời hạn 7 ngày? Theo đó, sáng ngày 16 tháng 8, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại nhiều chốt kiểm soát dịch khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, như trên đường Phan Đăng Lưu, Đinh Bộ Lĩnh, Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Lực lượng chức năng tại chốt không còn áp dụng khai báo di chuyển nội địa. Thay vào đó là yêu cầu người dân xuất trình giấy thông hành và giấy tờ tùy thân, nên tình trạng ùn ứ kẹt xe đã giảm, không còn xảy ra như 2 ngày trước có khai báo này. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tại chốt đường Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh yêu cầu người dân giấy đi đường có thời hạn từ ngày cấp đến ngày hết hạn trong vòng 7 ngày. Những ai xuất trình giấy không hợp lệ đều bị buộc quay đầu xe. Một cảnh sát giao thông tại chốt đường Phan Đăng Lưu giải thích, giấy đi đường phải có thời hạn từ ngày cấp đến ngày hết hạn, chỉ trong vòng 7 ngày. Có người dân xin giấy công ty cấp không có thời hạn hoặc thời hạn quá lâu nên không hợp lệ và chúng tôi yêu cầu quay đầu. Nhiều người dân tỏ ra bất ngờ và không hài lòng vì chưa được thông tin từ trước dẫn đến bị động. Thành phố Đà Nẵng bắt đầu 7 ngày ở yên trong nhà, đồng thời giao công an kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Theo đó, từ 8 giờ ngày 16 tháng 8, thành phố Đà Nẵng bắt đầu một tuần triển khai phòng chống dịch theo hình thức ai ở đâu ở yên đó. Tất cả người dân đều được yêu cầu ở trong nhà. Công nhân công ty, nhà máy, xí nghiệp được yêu cầu ở tại nơi làm việc. Theo ghi nhận, vài giờ trước khi thành phố cấm ra đường, người dân đã tranh thủ đi phiên chợ cuối và di chuyển đến nơi 3 tại chỗ. Trước 8 giờ sáng nay, đường phố Đà Nẵng thông thoáng. Ra đường lúc này hầu như chỉ có những dòng xe của những người di chuyển đến công ty, cơ quan, xí nghiệp để thực hiện 3 tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ, làm việc tại chỗ. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, tình hình dịch Covid-19 tại Đà Nẵng đang diễn ra rất nhanh và nguy hiểm, số ca mắc mới chưa có dấu hiệu giảm. Ông Quảng yêu cầu công an thành phố Đà Nẵng huy động tối đa lực lượng và phương tiện ra quân cùng chính quyền thành phố kiểm soát chặt chẽ người dân tại từng thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư. Yêu cầu người dân ở nhà tuyệt đối không ra đường, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm phòng chống dịch, kể cả vi phạm của các cơ quan nhà nước, các đơn vị lực lượng. Thông tin về quân đội sẽ lo thẩm liệm, đưa người mất vì Covid-19 đi hỏa táng khi nhà đòn quá tải. Tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khoảng 15 người đã được Ban Chỉ huy quân sự các quận huyện tập huấn lo việc thẩm liệm, hỗ trợ đưa người mất đến trung tâm hỏa táng lo việc hậu sự. Đây là việc làm thể hiện sự chia sẻ, đồng cảm của lực lượng quân đội với mất mát người dân. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Truyền, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh thống kê cho thấy, trung bình mỗi ngày có khoảng 85 xe chở khoảng 400 áo quan đến trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để lo việc hậu sự cho người dân. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để động viên, trao quà cho các công nhân thực hiện nhiệm vụ hỏa táng tại đây.
đây là những người đang ngày đêm túc trực thực hiện nhiệm vụ thành phố giao và đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm cao. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị kế hoạch quản lý, theo dõi, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. Hiện số F0 đang cách ly, theo dõi điều trị tại nhà là hơn 41.000 người. Từ hôm nay ngày 16 tháng 8, theo thông tin từ Bộ Y tế, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước được Bộ Y tế triển khai thí điểm chương trình điều trị tại nhà có kiểm soát cho các trường hợp F0, sau đó sẽ triển khai ở cộng đồng. Các trường hợp F0 sẽ được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, cộng đồng, được cung cấp thuốc cùng một số sản phẩm nâng cao sức khỏe. Mục tiêu của thành phố điều trị bệnh nhân COVID-19 có hiệu quả, đồng thời theo quy định của ngành y tế là những người nào tự chăm sóc sức khỏe tại nhà sẽ được y tế địa phương hỗ trợ tối đa, qua đó giảm thiểu áp lực cho ngành y tế, tập trung nguồn lực điều trị ca bệnh nặng và rất nặng. Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 33.149 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 2.122 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.858 bệnh nhân nặng đang thở máy và 15 bệnh nhân can thiệp ECMO. Đáng chú ý, số F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là hơn 41.000 người. Thông tin mới cập nhật về tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh có thể mở rộng tiêm vaccine cho người từ 12 tới 18 tuổi vào nửa đầu tháng 9 năm 2021. Thành phố đưa ra các giai đoạn tiêm vaccine cụ thể. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tiêm hơn 3 triệu liều vaccine để đảm bảo hơn 70% người dân được tiêm mũi 1, hoàn thành mũi 2 cho khoảng 1 triệu người. Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, thành phố tổ chức tiêm vaccine cho những người còn lại và tiêm nhắc mũi 2 theo quy định 400.000 người. Có thể mở rộng tiêm cho người từ 12 tới 18 tuổi nếu có nguồn vaccine cho phép tiêm trong độ tuổi này. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tiêm chủng vaccine dựa trên hai trụ cột là minh bạch và tự nguyện, công khai kết quả tiêm chủng hàng ngày, số lượng vaccine thành phố đang quản lý để người dân giám sát. Thông tin cập nhật mới liên quan đến shipper. Những người làm công việc này đã được giao hàng liên quận ở Thành phố Hồ Chí Minh, dù còn gặp khó trong ngày đầu. Các nền tảng đa ứng dụng như Grab, Gojek đã khởi động trở lại dịch vụ giao hàng liên quận ngay khi Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cho phép shipper giao hàng thiết yếu được di chuyển liên quận thay vì hạn chế trên một địa bàn như thời gian qua. Hiện các hãng đã đăng ký hàng ngàn shipper với Sở Công Thương để được cấp phép hoạt động hàng ngày, cung cấp dịch vụ đặt thực phẩm và vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Tại Đắk Lắk, người đi làm hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp quá đông, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Ngày 16 tháng 8, sau khi thành phố Buôn Ma Thuột chuyển từ giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện chỉ thị 15, rất đông lao động thất nghiệp đã đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh để hoàn tất hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, nhận thẻ ATM để rút tiền. Cùng với việc tập trung đông người, trong số này có rất nhiều người trở về từ các tỉnh thành phía Nam, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng chống dịch bệnh. Với thực trạng này, trung tâm sẽ triển khai nhận theo từng đợt để đảm bảo phòng chống dịch bệnh và chủ động điện thoại nhắc nhở người lao động đến theo từng ngày để giảm số lượng, tránh việc lại xảy ra tình trạng quá tải. Bản tin 30 giây nóng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trên một số lĩnh vực. Trên mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có biểu hiện say xỉn, liên tục chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch khi được yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ trong đêm. Theo đó, sự việc diễn ra tối ngày 15 tháng 8 tại chốt kiểm dịch số 12, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Vào thời điểm này, một người đàn ông có biểu hiện say rượu, không đeo khẩu trang, mặc áo trắng, ngồi trên chiếc xe máy màu đỏ, đi qua chốt kiểm soát dịch thì bị lực lượng trực chốt yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ và nhắc nhở đeo khẩu trang. Thấy cán bộ trực chốt nhắc nhở, người đàn ông này quát lớn: "Tao là tiến sĩ đấy, đừng có chỉ vào mặt tao, bây giờ như nào, cần giấy tờ gì, nói." Sáng ngày 16 tháng 8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý người đàn ông vi phạm trên theo quy định. Còn tại Đà Nẵng, ngay trong buổi đầu tiên thành phố này thực hiện ở yên trong nhà 7 ngày, một người ngồi trước nhà bị nhắc nhở, liền lấy ghế phang công an. Sáng ngày 16 tháng 8, khi tổ công tác tuần tra trên đường Ngô Quyền, Đà Nẵng, phát hiện một người đàn ông ngồi phía trước nhà nhưng không đeo khẩu trang, lực lượng công an nhắc nhở, yêu cầu người này mang khẩu trang. Tuy nhiên, người đàn ông đã cầm hai cái ghế ném về phía tổ công tác. Dù lực lượng làm nhiệm vụ nhiều lần khuyên răn, nhưng người đàn ông trên vẫn không chấp hành. Lập tức, người này bị tổ công tác khống chế đưa về trụ sở công an để làm việc.
Cùng ngày, Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã lập hồ sơ ban đầu về sự việc và người liên quan, chuyển lên Công an quận thủ lý theo thẩm quyền. Ngày 16 tháng 8, Công an thành phố Hải Phòng thông tin về vụ cháy xảy ra tại thôn 3, xã Kiên Bái, huyện Thủy Nguyên, làm 4 người chết, 1 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu do nổ bình ga. Trước đó, tối ngày 15 tháng 8, tại nhà ông Nguyễn Văn Hải, 55 tuổi, trú tại thôn 3, xã Kiên Bái, xảy ra vụ nổ lớn gây cháy, làm 4 người chết, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện vợ ông Hải, con gái đang mang thai, con rể Vũ Trọng Khương, 31 tuổi, cùng cháu ngoại Nguyễn Thị Tuyết Nhi, 4 tuổi, chết tại khu vực phòng ngủ, một số đồ đạc bị cháy biến dạng. Còn ông Hải cũng bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ. Chuyển sang những tin tức thế giới, tình hình nóng ở Afghanistan đang thu hút chú ý trên toàn cầu, đặc biệt là thông tin Taliban muốn toàn bộ người nước ngoài rời khỏi Afghanistan trước khi tái lập chính quyền. Ngày 16 tháng 8, đài Al Jazeera Qatar chia sẻ một video độc quyền dài hơn 48 phút cho thấy cảnh các tay súng Taliban xuất hiện bên trong dinh tổng thống Afghanistan. Chỉ vài giờ sau khi tổng thống Ashraf Ghani của Afghanistan rời khỏi đất nước trước những bước tiến như vũ bão của lực lượng này. Trong video, các chiến binh của Taliban mang theo vũ khí đi lại bên trong các căn phòng và ngồi lên ghế của tổng thống Ashraf Ghani. Video cho thấy lãnh đạo của Taliban với hàng chục người cầm súng bao quanh phát biểu trước truyền thông từ chiếc ghế quyền lực cao nhất của Afghanistan. Chỉ trong vài ngày qua, Taliban đã giành quyền kiểm soát 26 trong số 34 tỉnh lỵ của Afghanistan. Ngày 15 tháng 8, Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul và chiếm dinh tổng thống. Một quan chức Taliban cho biết, trong nhóm vũ trang này sẽ sớm tuyên bố thành lập Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan từ chính dinh tổng thống ở thủ đô Kabul. Trong một diễn biến khác, một thủ lĩnh Taliban nhấn mạnh Taliban muốn toàn bộ người nước ngoài rời khỏi Afghanistan trước khi tái lập chính quyền. Còn đây là những hình ảnh người dân Afghanistan tràn vào sân bay, đu bám máy bay để tháo chạy. Một quan chức Mỹ nói với Reuters và xác nhận các binh sĩ buộc phải nổ súng chỉ thiên để giải tán hàng trăm người Afghanistan tràn vào đường băng, cố gắng leo lên các máy bay dân sự. Đồng thời, chiến dịch sơ tán công dân nước ngoài và người Afghanistan tại sân bay Kabul đã gặp phải một số rắc rối khiến máy bay không thể cất cánh. Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh hàng trăm người Afghanistan bồng bế con nhỏ và vác vali tràn vào sân bay Kabul giữa tiếng súng nổ. Ngày 16 tháng 8, một nhân chứng cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng tại sân bay Kabul khi nhiều người cố chen lên máy bay để tháo chạy khỏi Afghanistan. Hình ảnh thót tim về cựu MC 71 tuổi điên rồ đu máy bay đang bay 237 km/h. Mới đây, ông Jay Leno, 71 tuổi, cựu người dẫn chương trình ăn khách Tonight Show, đã chứng minh ông là một người ưa mạo hiểm, liều lĩnh khi thực hiện màn biểu diễn trèo ra khỏi máy bay và đu bám trên phần mũi khi máy bay đang bay. Video lan truyền cho thấy hành động gây sốc của Jay Leno khi ông trèo ra khỏi cửa sập đặc biệt, đu bám bên ngoài trên mũi chiếc máy bay Grumman XU-16 Albatross đang bay với tốc độ 237 km/h. Màn biểu diễn có phần điên rồ này của Jay Leno thu hút sự chú ý của cư dân mạng với hàng ngàn lượt xem và bình luận. Còn đây là hình ảnh vụ xe tải lao thẳng xuống sông, chìm rất nhanh, ai cũng cầu mong điều kỳ diệu đến với tài xế. Vụ việc xảy ra mới đây ở Merak, Indonesia. Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh này. Chiếc xe tải nhanh chóng chìm ngay khi lao xuống sông. Tuy nhiên, tài xế may mắn kịp thời thoát ra ngoài và bơi lên bờ. Thông tin thời tiết đáng chú ý hôm nay vẫn là tình hình nắng nóng ở Trung Bộ. Ghi nhận ngày 16 tháng 8, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp ngày phổ biến từ 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 11 đến 16 giờ. Với thời tiết nắng nóng ở mức độ này, người dân cần đề phòng tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang Tuổi Trẻ.vn.
tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Daikyo San, dòng sản phẩm cao cấp.